Em dự định á, em đi bán thận của em để em lấy tiền em cứu chồng em. Chứ bây giờ em hết đường rồi, em không biết phải làm sao bây giờ. Trời ơi. Dạ, trông chờ mấy người ở đây giúp đỡ chứ em cũng không biết phải làm sao nữa. Thật sự đến đột ngột quá, em cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa. Tiền sữa cho con cũng không có luôn. Dạ không có. Gạo thì mua thì còn được, chắc nấu mấy nồi cơm nữa là hết rồi. Từ ngày mà chồng em đi tới giờ khổ lắm. Có chồng em ở nhà thì còn đỡ, còn mà chồng em đi rồi thì vậy thì hai mẹ con khổ dữ lắm luôn. Giờ người ta thông báo ảnh bị liệt nửa người luôn rồi. Rồi sau này ảnh đi về mà ảnh bị vậy rồi mẹ con em muốn biết phải làm sao nữa. Bé thì còn nhỏ quá, em cũng không biết làm sao để em đi làm được để nuôi nữa. Nó bị bữa bị tai nạn là tôi về tôi thấy tôi hỏi con có sao không, rồi nó nói không có sao, rồi thấy 3 ngày sau nó mới phát bệnh, rồi bắt đầu nó ói mửa, Ói mửa hả? rồi ói mửa rồi bắt đầu nó bị tê liệt luôn, Dạ. rồi tôi mới chở đi bệnh viện giùm, Dạ. rồi chở xuống Châu Thành thì nó kêu là chuyển đi Cần Thơ, rồi đi Cần Thơ rồi thì trong khi đó là lên Cần Thơ nó siêu âm chụp hình CT thì nó nói là máu tụ trong não, phải Dạ. chuyển gấp lên Chợ Rẫy. Có mấy cô gì gần nhà lâu lâu rảnh thì mới qua ấy, còn không thì tự mẹ con em tự sinh tự diệt thôi. Từ lo ăn uống này kia nọ luôn. Dạ có gì thì ăn cái đó, có bữa thì em cũng có ăn. Em muốn em xin các nhà hảo tâm với các nhà từ thiện mọi người giúp đỡ cho chồng em cứu lấy mạng sống cho chồng em trở về với mẹ con của em. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và an lành nha. Thì hôm qua bố nhận được một cái thông tin về một cái hoàn cảnh mà có thể ảnh hưởng tới tính mạng luôn á cả nhà. Thì bố và anh Quỳnh Hoàng tức tốc tới đây để tìm hiểu cái hoàn cảnh và xem thử mình có thể giúp gì được hay không. Thì hiện tại bố đang ở Châu Thành, Hậu Giang. Đường đi rất là khó khăn luôn mọi người, tìm tới đây cực kỳ khó khăn luôn. Thì để bố quay cái đường cho mọi người cùng xem nhé. Đây mọi người, cái đường đi nó nhỏ như thế này đây, nhưng mà chạy dài 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 dài, cứ chạy theo con kênh như thế này. Nhưng mà ở đây á, thì hỏi đường người dân chỉ cũng khó khăn lắm, cũng không biết là chỉ như thế nào để tìm ra luôn á. Định vị á, thì không định vị được. Hoàn cảnh là em bé đó, cô bé đó gửi cái định vị cũng gửi không được, cũng không biết gửi nữa. Nên là hai anh em tìm cả buổi sáng mới ra. Thì bây giờ là bốn mời mọi người cùng theo chân hai anh em bốn đi vào trong nhà để tìm hiểu cái hoàn cảnh này như thế nào nhé. Ở đây hồi nãy hai anh em là có hỏi là được biết là cái nhà phía bên này mọi người, thì bây giờ là hai anh em sẽ vô hỏi thăm và sẽ hỏi chuyện như thế nào nhé. Ở nhà rồi đây. Nhà đây nè. Có ai ở nhà không ạ? Dạ cho hỏi có ai ở nhà không ạ? À con chào cô. Cô ơi cho con Chào hỏi cô ạ. cô, nhà này có phải nhà của bé Mơ không cô? Phải. À vậy hả? Dạ con là làm bên kênh YouTube Từ Thiện Tây Nguyên. Còn anh đây là anh Quỳnh Hoàng Vlog. Có biết được cái hoàn cảnh của hai nhà của bé Mơ á, là bọn con tới xem tìm hiểu và sau đó là coi thử có giúp đỡ gì được hay không nha cô. Dạ cô có thể nói chuyện với bọn con một xíu được không? Được. À dạ. Cô Con mời cô ra ngoài đây ngồi cho sáng con. Cô ngồi đây giùm con. Cô cho con xin gắn cái mic tiếng nha cô. Dạ cô cho con hỏi là cô là tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi hả cô? Cô năm nay mà 62. Dạ, cô tên gì cô ha? Tên Lê Thị Úc. Dạ cô Úc ạ. À. À là cô Úc là như thế nào với nhà của bé Mơ hả cô? Bà ngoại. Bà ngoại của bé Mơ. Dạ. Dạ, ồ bà ngoại còn trẻ quá ta. Dạ. À, bà ngoại ở gần đây không bà ngoại? Cũng ở cũng cách bỏ ba bốn cái nhà. Dạ Vậy chắc là bà ngoại cũng biết cái hoàn cảnh hiện tại của nhà bé Mơ ha. dạ cũng hoàn cảnh nó cũng khổ quá à, cháu ơi. À, con cũng cũng nhận được cái thông tin của bé Mơ á, nhưng Dạ mà nó còn chưa đầy đủ với cũng chưa biết rõ lắm. Thì bà ngoại có thể cho con hỏi là hiện tại là chồng của bé Mơ bị sao ạ? nó bị té xe quẹt nó rồi bị nạn.
là tai nạn giao thông. Dạ, ta ngã bi té xe rồi người ta quẹt, người ta bỏ đi luôn à. Chứ mình không biết... quẹt té xe xong rồi người ta bỏ đi luôn. Dạ. Rồi đó con. Bỏ đi luôn rồi cái... nó mới chạy về nhà, cô cũng gành hung nữa, bị gì cô ở bển, nó bên đây. À dạ. Dạ. Nhưng mà cô cho con hỏi là hiện tại nhà của bé này là ai là nguồn lao động chính hả cô? Thì vợ chồng nó, có hai vợ chồng đó à. Dạ. Hai chồng nó nghèo khổ lắm, rồi đi mần mướn mần... đi chỗ này chỗ kia mà mướn vậy đó, rồi giờ gần có bầu rồi gần sanh rồi nó mới về đây. Vậy hả cô? Nó về đây rồi nó sanh rồi cái mới có được mười mấy bữa gì chứ gì, rồi chồng nó bị nạ ta bé mới sinh mười mấy bữa thôi. Rồi bây giờ chồng nó vậy đó, rồi cái nó cũng khổ. Mà hồi trước kia là hai vợ chồng đi làm ở đâu hả cô? Ở Bình Dương hay không Bình Dương hay gì vậy mơ? Đồng Nai á. Là ở Đồng Nai, là bé Mơ đang trong đó hả cô? Dạ. Dạ. Cô cho con hỏi là hai vợ chồng ấy chịu khó làm ăn không cô? Cũng mừng, xuyên mà ngăn lắm, giỏi giỏi lắm, mà cũng như càng nghèo khổ, gắng lo, mà ngăn gì nuôi co hai đứa nhỏ, dạ. Đi chỗ này chỗ kia mừng vậy đó. Là đi làm thuê làm mướn khắp nơi vậy đó? Dạ. Mà ai vậy, kêu gì mà... Nhà đó là nhà của ba mẹ bé Mơ hay là sao cô? Hồi trước khi nhà này đó là của cha mẹ nó, cha mẹ của bé Mơ, rồi cha nó chết, rồi mẹ nó cũng buồn quá rồi đi làm, đi làm rồi vợ nó quen, rồi mẹ nó có chồng rồi, giờ hai vợ chồng nó ở vậy đó. Vậy là mẹ của... bé Mơ là hiện tại bây giờ đã có chồng mới, rồi cũng ở riêng rồi. Ở riêng rồi. À, cũng mẹ với cha nó cũng khổ, cũng đi mần mướn nữa. Vậy là bây giờ cái nhà này là hai vợ chồng bé Mơ. Cũng hai vợ chồng nó gì ở sanh đẻ gì đó. Rồi cho con hỏi là đất đai ở đây là mình có giấy tờ hay là như thế nào không cô? Bà nội nó hồi đó ông nội bà nội nó cho. Cho rồi phía bên nội của bên đây là bên nhà nội. Là phía bên nội. Con hiểu rồi. Bé Mơ đâu rồi cô? Bé Mơ đang trong đó. Mơ ơi, đi kêu nó ra gì? Ra một chút được con. Em ơi, em ra đây nói chuyện với anh một xíu được không? Dạ thôi con cảm ơn bà nha. Em có thể ra đây nói chuyện với hai anh được không? Dạ được ạ. Em ngồi nghe giọng đi. Ngồi. Dạ. Ồ, em bé mới mười mấy ngày hả? Dạ, em bé mười mấy ngày. Anh nghe nói là mới có mười mấy ngày thôi. Ra ngoài có sao không? Dạ, em cũng không biết nữa. Trời ơi, không biết có sao. Em là, bé này là con thứ mấy? Dạ, con thứ hai. Con thứ hai thì đỡ hơn. Dạ. Nếu con đầu là người ta kỹ lắm. Dạ. Em cho anh hỏi là em tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Nguyễn Thị Bé Mơ, năm nay em được 20 tuổi. Là còn chồng em? Dạ chồng em năm nay được 24 tuổi, tên Châu. Tên Châu. Dạ. Là hôm bữa là em có liên hệ với anh và nói là chồng em hiện tại tai nạn, nhưng mà em thì mới sinh em bé. Dạ. Mà gia đình thì rất là khó khăn. Dạ. Thì đó nên là bây giờ hai anh đó là tới để tìm hiểu cái hoàn cảnh của gia đình em, xem thử như thế nào, có thể giúp được gì hay không ha. Dạ. Thì bây giờ cho anh hỏi là chồng em bị sao vậy? Dạ, chồng em trên đường đi mua sữa cho bé về thì bị người ta quẹt trúng, rồi xong rồi người ta bỏ chạy luôn. Lúc về thì ảnh bị chạy xước xương xương, đầu gối rồi tay chân thôi. Nhưng mà ba ngày sau mới phát bệnh, rồi đi bệnh viện đi lên chẩn đó, thì người ta mới nói là cái này có té xe gì không, có va chạm gì không. Thì mình có va chạm thì mình nói thiệt cho bác sĩ nghe vậy đó. Thì bác sĩ nói bây giờ ảnh bị tụ máu ở não. Tụ máu ở não hả? Dạ, tụ máu ở não. Vậy rồi là bác sĩ có nói là bây giờ là cái phương pháp điều trị là như thế nào không em?
Dạ, bây giờ ở trên bệnh viện Chợ Rẫy thì người ta nói là máu cứ rỉ vô trong trên não rỉ hoài à. À, nên là cái đó có thể nói là xuất huyết não anh à. Dạ, em cũng không rành nữa, tại vì... Nhưng mà ý là cái phương pháp điều trị hiện tại là như thế nào? Là phải mổ hay là sao? Dạ, phải mổ. Phải mổ? Người ta chờ cho máu ngưng rỉ đó, rồi người ta mới mổ được. Ờ, à, là dạ. Hiện tại đang nằm ở trên bệnh viện Chợ Rẫy. Dạ. Nhưng mà hiện tại thì ai ở trên đó với chồng em? Dạ, mẹ chồng của em. Người ta mẹ chỉ chồng nuôi, hả? Người ta chỉ cho một người nuôi thôi. Ừ. Dạ. Chứ cho một người cũng đúng chứ. Bây giờ nếu mà em cũng đang có con đây thì cũng đau lắm. Dạ. Ừ, còn một người con của em là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, hơn 2 tuổi. À, là bé đâu rồi em? Dạ, bé được bà cố chở nước về nuôi phụ. Chứ em à. Sức khỏe yếu nên là em không có nuôi nhỏ. Ừ. Là chồng em bị tai nạn rồi em mình sinh đây cũng không nuôi được ha. Dạ. 2 tuổi thì nó cũng hơi vậy. Dạ. Ừ. Vậy em mới sinh vậy thì ai ở đây để chăm sóc em? Dạ có mấy cô gì gần nhà lâu lâu rảnh thì mới qua ấy, còn không thì tự mẹ con em tự sinh tự diệt thôi. Ừ, tự lo ăn uống này kia nọ luôn. Dạ. Có gì thì ăn cái đó, có bữa thì em cũng không có ăn. Không có ăn luôn á? Dạ. Từ ngày mà chồng em đi tới giờ khổ lắm. Có chồng em ở nhà thì còn đỡ. Còn mà chồng em đi rồi thì vậy thì hai mẹ con khổ dữ lắm luôn. Em nghĩ tới mà ảnh mà bị vậy rồi xong rồi em không biết mẹ con em phải làm sao. Nghĩ tới cảnh mà ảnh mà bị liệt á, giờ người ta thông báo ảnh bị liệt nửa người luôn rồi. Rồi sau này anh đi về mà anh bị vậy rồi mẹ con em muốn biết phải làm sao nữa. Bé thì còn nhỏ quá, em cũng không biết làm sao để em đi làm được, để nuôi nữa. Có nghĩa là cái bệnh đó là bây giờ nó bị xuất huyết ở trong não, khả năng nó là có thể nó bị liệt phải không em? Người ta nói là bị liệt luôn rồi. Bị là liệt. Hiện tại là bị liệt rồi? Dạ, hiện tại là bị liệt nửa người rồi. Trời đất ơi. Bây giờ nếu rồi mà còn... mổ là nó cũng không lại hả em? Mổ thì chỉ sống rồi về cũng mổ á thì được sống nhưng mà liệt thì vẫn bị liệt. Vậy là liệt là chắc chắn luôn rồi anh. Dạ. Trời ơi cả nhà ơi, bây giờ á là cái hoàn cảnh của nhà bé thì chồng á là lao động chính. Còn thêm hai đứa con và vợ mới sinh nữa thì chồng là một cái lao động chính mà bây giờ bị tai nạn như thế này á. Thì không biết là cái nguồn tiền lấy từ đâu. Rồi hiện tại thì cái tiền viện phí đồ á là nhà em lấy ở đâu? Dạ mẹ em đi chạy mượn người ta. Hoàn toàn là mượn hết hả em? Dạ mượn. Rồi là mẹ ruột em hay là mẹ chồng của em lo trên đó? Dạ mẹ chồng của em. Còn mẹ ruột em thì đi lấy chồng từ lâu, từ lúc ba em mất, lúc em mười mấy tuổi rồi. Ừ. Vậy là bây giờ là nhà em là được cái nhà này với cái có đất rồi giờ không em? Dạ không anh, cái nhà này là hồi đó bà nội cho cha mẹ em cất trên nhờ trên đất này ở nhờ thôi. Rồi sau này em có bầu bé này thì em không có đi làm được nữa. Người ta không có mướn nên là bà nội với mấy người ở đây đồ á kêu em đi về đây ở sinh đẻ thôi. Vậy là tính ở, ra là ở tạm. Hai vợ chồng cũng không có nhà cửa luôn, không có đất đai luôn. Dạ không ạ. Trời ơi. Đến bật đèn, cái công tắc đèn đây, công tắc nào đây? Không có bật đèn trong nhà được, bật cái đèn trước không? Bật cái đèn ra đèn trước thôi. Là dạ. Không có đèn luôn hả? Không có đèn luôn á. Dạ không có đèn. Ủa trời. Ở đằng sau thì có cái đèn nhỏ, ở lần trước thì có cái đèn, ở đây không có đèn. Thế bây giờ là chồng em bị như vậy rồi mà trong nhà thì lại không có tiền. Thêm dạ. Em nữa đang mới sinh em bé cũng mười mấy ngày phải không? Dạ mười mấy ngày. Vậy rồi bây giờ là cái nguồn tiền mình lấy từ đâu ra em? Dạ trông chờ mấy người ở đây giúp đỡ chứ em cũng không biết phải làm sao nữa. Thật sự đến đột ngột quá em cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa. Tiền sữa cho con cũng không có luôn? Dạ không có. Gạo thì mua thì còn được, chắc nấu mấy nồi cơm nữa là hết rồi.
Vậy là hiện tại bây giờ là mà hai mẹ con ở đây á, là trông chờ vào tình thương của hàng xóm với thêm cô dì chú bác ở quanh đây thôi. Dạ. Trời ơi. Nhưng mà sao hồi trước giờ hai vợ chồng làm gì mà khi sinh con mà không có chuẩn bị trước hả em? Dạ em có bé này em không hay. Với lại mấy cái việc đó em cũng không gành mấy. Rồi xong rồi có bé, rồi xong tới bé lớn rồi. Rồi em mới biết mình có em bé này. Rồi xong rồi lỡ mình có rồi thôi mình đẻ mình sinh cho nó ra mình nuôi nó. Cố gắng nuôi nó chứ em là hai vợ chồng khi mang bầu là cũng biết rồi mà không để dành được một chút nào hết hả? Dạ để dành được một chút nhưng mà không có đủ tiền để sinh nữa. Về đây rồi xong rồi mượn cái mấy cái người mà gần đây mượn gom tiền lại đi sinh rồi về rồi chồng em làm trả từ từ. Nhưng mà giờ chồng em bị vậy rồi em cũng chẳng biết làm sao. Nợ còn nợ đây, người ta. Vậy là trước đây hai vợ chồng em là làm công việc gì? Dạ trước đây lúc em chưa mang bầu thì hai vợ chồng em đi làm ở trên Đồng Nai, đi làm hồ. Hai vợ chồng mới làm hồ trên Đồng Nai. Chồng em cũng phụ hồ, em cũng phụ luôn. Rồi xong rồi người ta biết có bầu rồi, người ta không có mướn nữa. Người ta nói có bầu rồi mướn, không có mướn làm được. Đúng rồi. Người ta sợ. Thì cái sức khỏe mình nó không có, với lại lỡ nó có cái vấn đề gì người ta cũng đâu chịu được trách nhiệm đâu. Dạ. Là mình, khi đó là mình suy nghĩ là khi mà mình sinh em bé ra là sẽ mượn tiền để sinh. Dạ. Xong rồi sau đó là chồng em đi làm rồi trả dần dần ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ chồng em đột ngột lại bị tai nạn như thế này thì mình rửa tay không kịp. Dạ, bất ngờ quá em không biết phải làm sao bây giờ nữa. Giờ rồi, em... Hiện tại cái sức khỏe của anh ở trên bệnh viện á, thì em có biết là hiện tại sức khỏe bây giờ là như thế nào hay không? Dạ bây giờ thì ảnh vẫn vậy, không có chuyển biến gì hết. Nhưng mà máu trong não thì càng ngày nó cứ chảy hoài vậy đó. Nó không có ngưng để mổ được. Và ảnh còn tỉnh không hay là... Dạ, ảnh mê man, ảnh nhắm mắt nằm trên giường vậy đó chứ không biết gì hết. Cũng không nói chuyện được, cũng không có tỉnh dậy mở mắt hay gì hết. Bị tai nạn. Bị tai nạn là mấy ngày sau là chở đi em? Dạ 2-3 ngày sau là anh phát bệnh, anh bị ói. Rồi xong anh nói với em là anh bị tê người vậy đó. Rồi xong hồi anh không nói chuyện được luôn, cứ quớ quớ vậy đó. Rồi em thấy sao mà tay chân anh không cử động nữa. Rồi em mới chạy đi kêu mấy người hàng xóm đây. Vậy là khi đó là em mới sanh được mấy ngày à? Dạ. Là em chạy đi kêu hàng xóm tới đó. Dạ. Chứ nhà có hai vợ chồng mà anh bị vậy rồi em không biết phải làm sao giờ. Ở đây em thấy cũng thưa nhà quá trời luôn. Dạ. Dùng đây cũng ít người, cũng hoang vắng quá. Rồi cho anh hỏi nè. Dạ. Thì từ hôm đó tới giờ á, thì khi mà đưa vô bệnh viện á, cái tiền mà để chạy sữa cho anh để nằm viện phí như vậy á, thì là hết nhiều ít rồi em? Dạ nhiều rồi, mẹ nói là muộn hơn 30 triệu rồi. Hơn 30 triệu rồi? Dạ. 30 triệu rồi. Dạ. Mà... Toàn tiền mượn hết? Dạ tiền mượn. À. Mà cái đó là từ bữa giờ đó, còn dạ. Cái tiền mổ là chưa tính đó? Dạ tiền mổ chưa tính. Nếu mà bây giờ mà muốn nó ngưng máu là phải mổ, là phải nộp tiền vô trước hả em? Thì em dạ. Tính sao? Em cũng biết làm sao bây giờ. Tại hiện tại em không có đồng bạc nào hết trơn. Em không có tiền. Trời ơi. Tiền mua sữa cho con nhỏ. Em còn trông chờ vô cô dì chú bác vòng vòng ở đây thương tình. Sữa còn không có nữa anh. Rồi cháu đây, cháu nhỏ thì bú sữa mẹ hay là uống sữa ngoài em? Dạ, bú sữa em nhưng mà bé không có đủ sữa. Không đủ sữa nên phải mua sữa ngoài cho bé uống thôi bé khóc. Nhỏ đây là tiền lặt vặt nhiều lắm. Dạ. Sinh đẻ là phải... Không biết là trớ trêu như thế nào nữa. Cháu còn nhỏ quá mà đã dậy còn một cháu nhỏ 2 tuổi nữa. Rồi bây giờ giống như bây giờ em... Trong cái video này nè, em cũng có
mong muốn điều gì không? Dạ, em mong muốn, em xin các nhà hảo tâm với các nhà từ thiện, mọi người giúp đỡ cho chồng em, cứu lấy mạng sống cho chồng em trở về với mẹ con của em. Bây giờ cái mong ước lớn nhất của em là có tiền để cứu sống chồng thôi đúng không? Dạ. Cứu ảnh về với mẹ con của em. Chứ giờ hoàn cảnh của em bị vậy rồi, xong rồi giờ không có tiền nữa, rồi em không biết sao mà cứu được chồng em nữa. Em trước tiên em cố gắng đừng có khóc nhiều, tại vì em mới sanh đó. Dạ. Mình cố gắng kìm nén lại cái cảm xúc mình một chút, tại vì em mà khóc nhiều sẽ hại tới cái sức khỏe của em. Thì hôm nay tụi anh đã đến đây rồi, thì tụi anh cũng sẽ cố gắng hết sức để làm sao và giúp được vợ chồng em. Thứ nhất là bây giờ tụi anh cũng không dám hứa là sẽ cứu được chồng em hay là như thế nào, nhưng tụi anh hứa một điều là tụi anh sẽ cố gắng hết sức để lan tỏa cái nỗi đau này của em đến tay Mạnh Thường Quân, để Mạnh Thường Quân giúp được gia đình mình. Thì trước tiên là để chạy chữa cho ảnh cái đã, rồi cho mẹ con có cái ăn cái đã. Còn có những cái vấn đề sau rồi mình tính tiếp. Bây giờ trong nhà em không còn tiền luôn hả? Dạ, em không còn tiền. Trời đất ơi, vậy bây giờ tính sao rồi? Bây giờ tiền ăn tiền uống của em là sao, mấy bữa nay như thế nào? Dạ, nhà thì còn gạo đó thì em nấu lên. Rồi chú Tám có cho mấy chén mốt với mấy cái cọng rau mồng tơi, em nấu canh lên em ăn đại. Mới xanh mà ăn canh như vậy thì bụng dạ đâu có chắc được đâu em. Ăn như vậy rồi sau này á, cái bụng dạ mình á, phụ nữ rất là yếu luôn á. Dạ, ráng vậy để có sữa cho bé bú, chứ giờ em biết làm sao, có gì ăn đó lại. Trời ơi, cả nhà. Thì tình anh cũng đi vay nhiều hoàn cảnh, chưa thấy có hoàn cảnh nào như cái hoàn cảnh này luôn á cả nhà. Vợ thì mới sanh được mới có 10 ngày, hơn 10 ngày. Chồng thì hả, bị tai nạn, mà trong khi bị tai nạn chỉ nghĩ là rất là nổi bình thường, chỉ té xuống nhẹ đơn giản chảy xước sơ sơ, mà không ngờ đâu là giờ đã bị xuất huyết não luôn, mà trong khi người gây tai nạn cho mình đã bỏ chạy nữa chứ. Không biết người đó là ai luôn hả anh? Dạ không, em không biết. Người ta đụng chúng vậy xong rồi người ta sợ quá rồi người ta bắt đầu người ta chạy luôn. À, bây giờ ở trên bệnh viện họ có báo gì là mình phải cần chuẩn bị những cái gì không? Và nếu mà mổ thì bao nhiêu tiền không em? Thì người ta có báo mà người ta nói là mô phỏng là tầm khoảng 50 triệu trở lên để mà tiền mổ á. Thì người ta nói là chắc cũng tầm 50 triệu đổ lên chứ không có ít hơn con số đó. Không ít hơn 50 triệu? Dạ, người ta nói với em như vậy đó. Bây giờ hiện tại bây giờ là Châu đang nằm bệnh viện nào ấy? Dạ, anh đang nằm bệnh viện Chợ Gãy. Nằm ở bệnh viện Chợ Gãy. Dạ. Giống như ở trên đó thì tụi anh, giống ví dụ tụi anh muốn lên đó và gặp được mẹ ở trên đó được không em? Dạ được. Hay bây giờ em gọi điện đi. Em gọi điện cho bà ở trên đó đi. Em có thể điện cho bà nội bên đó được không? Dạ được. Em đi cho bà nội, tụi anh nói chuyện. Dạ, để em lấy điện thoại em gọi. Dạ con chào chú. Rồi, dạ, dạ chú cho con hỏi là chú có biết cái hoàn cảnh của nhà bé Mơ với Châu không chú hả? Biết. Vậy hả? Dạ, là Châu bị sao vậy chú? Bị tai nạn xe rồi người ta bỏ. Vậy hả? Dạ. Tai nạn ở đâu chú biết không? Ở đường Kinh Mới á. Xong rồi tai nạn xe là xe máy hả chú? Xe máy. Rồi ai đưa đi bệnh viện hay là sao chú? Nó bị tai nạn là tôi về tôi thấy, tôi hỏi con có sao không, rồi nó nói không có sao, rồi thấy 3 ngày sau nó mới phát bệnh, rồi bắt đầu nó ói mửa. Ói mửa hả? Ói mửa rồi bắt đầu nó bị tê liệt luôn. Dạ. Rồi ấy, tôi mới chở đi bệnh viện giùm. Dạ. Rồi chở xuống Châu Thành thì nó kêu là chuyển đi Cần Thơ.
rồi đi Cần Thơ, rồi thì trong khi đó là lên Cần Thơ nó siêu âm chụp hình CT thì nó nói là máu tụ trong não, phải chuyển gấp lên Chợ Gãy. Thì tôi cũng trực tiếp là đi theo cháu châu lên tới Chợ Gãy luôn. Yeah. Rồi bây giờ thì nó là hôn mê rồi, không cái bên phải là nó liệt. Ý là hiện tại là hôn mê rồi chú? Hôn mê rồi. Ở bệnh viện Chợ Rẫy họ chuẩn đoán là như thế nào rồi chú? Nó nói là cũng như máu là trong não, bây giờ là chỉ để uống thuốc đằng mà mổ là hút máu bầm ra. Là phải mổ? Dạ, phải mổ. Dạ. Mà từ cái thời điểm mà bị tai nạn á, tới khi mà bắt đầu chuyển đi Châu Thành đó là trong bao nhiêu ngày rồi chú? Khoảng 3 ngày, 3 ngày. Là 3 ngày mình mới phát hiện ra? Mới phát hiện. Là bị tai nạn té xuống là thấy chảy máu sơ sơ vậy thôi chứ không biết té xuống là nó chỉ chạy cái giò tay thôi. Dạ. Đầu cổ thì không thấy chạy. Mày về nhà là thấy vậy thôi chứ không có bị gì hết. Thấy vậy thôi. 3 ngày sau là đầu nó phát bệnh. Nhưng mà cái triệu chứng của 3 ngày sau là nó như thế nào hả chú? Nó ói. Mới đầu nó ói khô khan vậy đó. Khạc ra rồi có đầu nó xỉu rồi là nằm võng rồi là tới tôi chở đi bệnh viện là nó không biết gì luôn đó. Dạ. Là nhà chú cũng gần đây. Gần đây, trong này. Dạ. Chú cho con hỏi là hai vợ chồng á, là con nghe nói là cũng mới về đây phải không chú? Rồi đúng rồi. Là về đây lâu chưa chú à? Khoảng 3 tháng. 3 tháng. Bởi vì nó đi mần công nhân đi làm hồ đó rồi gần sanh đó, về quê đang sanh. Dạ. Nghĩa là từ trước tới giờ con cũng không có ở đây. Còn không, hồi đó giờ là nó đi mần không à. Lâu lâu thì nó cũng về quê vậy thôi chứ nó không có ở đây. Dạ. Rồi về đây là sinh đẻ vậy là bé mơ nó ở đây. Ở đây. Còn chồng là đi làm cái gì hả chú? Nó đi bẻ trái cây với tôi, đi làm hồ được. Là đi với chú luôn hả? Cũng như tôi đây thì tôi đi bằng thê đó, rồi người ta kêu thì tôi kêu nó đi. Chú là chú ruột hay là... Không, không có ruột. Là lối xóm. Lối xóm hả? Lối xóm. Bị quen với ông già nó hồi đó, giờ ông già nó đây đó, rồi nó có chồng, nó có về đây, nó có gia đình đó, rồi biết vậy thôi. Rồi ảnh là một tay của chú chở đi và lo hết. Rồi. Lo hết luôn, đây lên tới Chợ Gãy là tiền bạc rồi là lên chảnh là giao cho mẹ nó, liên hệ được với mẹ nó đó rồi giao. Là bà nội á. Dạ. Bà nội, đúng rồi. Là chú, hiện tại chú biết cái tình trạng giờ là nếu mà mổ thì khoảng bao nhiêu tiền đồ này nọ? Bác sĩ thì nó cho hay là nếu ấy là phẳng chuẩn bị trăm ngoài 200 triệu. 100, 200 triệu? Dạ. Mổ á? Dạ, bởi vì nó, em nó không có bảo hiểm. Không có bảo hiểm hả chú? Dạ. Thì cái đó là... chính tôi trong phòng là bác sĩ nói là tôi nghe cái đó. Dạ, rồi. Là lúc đó có chú luôn? Có, vì ở trên Chợ Gãy là tới nó lên chạy rồi tôi mới về dưới quê. Dạ. Tình trạng sức khỏe của anh hiện tại bây giờ ở trên đó là nó như thế nào hả chú? Thì cái ngày tôi về thì nó còn hôn mê, nó chưa biết. Hôm nay thì không biết sao, cũng điện thì nói chung cũng điện hỏi thăm nó thì bà già, ấy bà nội thì nói là nó cũng vậy à, chú ơi. Nếu bây giờ ai ở trên đó với... bà nội với nó. Bà nội cháu châu. Cái này là chắc phải hỏi là cái đó biết được. Dạ. Thì bởi vì thằng này có biết sao nói vậy. Nhưng mà Châu ở đây 3 tháng là đi làm chung với chú ha? Đi bẻ xài, đi làm hồ. Chú thấy Châu là người thế nào, chú chịu khó làm ăn không? Cũng chịu khó làm ăn lắm. Kêu nó đi làm thì nó đi làm. Có cờ bạc, có rượu chè rồi không chú? Không, cái đó nó không có đâu. Đó là khi tai nạn là đi qua nó đi mua thức ăn cho ếch. Vợ mới sanh về đó. Con cũng có nghe nói là nuôi ếch. Nó mua thức ăn chiều đó, nó mượn xe đi chợ mua thức ăn cho. Vậy là lúc đó cũng bình tĩnh chứ không phải là đồ chì gì hết ha. Cũng mong các khán giả, các mạnh thường quân đồ hỗ trợ cho em nó chữa bệnh. Được số vốn nuôi con đồ. Ở đây khổ. Dạ, ở đây khổ lắm. Con thấy đây là cũng là vùng... nó quá khổ. Sau vùng xa rồi đó, tụi con thì nhờ những nhà hảo tâm, những người mạnh thường quân rồi đó, hay cũng hỗ trợ cho cháu đó. Dạ thôi được rồi, con cảm ơn chú ạ. Dạ. Alo. Mẹ ơi, anh Châu ở chảnh, sức khỏe anh sao rồi mẹ? Anh Châu anh sao rồi mẹ? Anh chưa tỉnh hả mẹ? Mở nó ngoài em. Dạ. Mổ rồi chi phí không có bảo hiểm tới 200 mấy triệu lần này ơi.
Người ta nói là 200 mấy chục triệu hả mẹ? Thì những cái người trước người ta vô không có bảo hiểm thì bác sĩ nói vậy. Dạ. Anh chưa tỉnh. Mẹ nói. Dạ. Mẹ nói là anh chưa tỉnh cũng vậy, nhưng mà bây giờ người ta kêu là phải mổ. Dạ. Đang nằm ở khoa nào vậy mẹ? Đang nằm ở khoa nào? Khoa ngoại thần kinh chứ khoa nào? Khoa ngoại thần kinh. Dạ. Dạ vậy thôi con tắt rồi mẹ. Ở phòng số 3, lầu 3, khoa ngoại thần kinh. Dạ. Đang nằm ở khoa ngoại thần kinh của Chợ Rẫy. Dạ. Mà như mẹ của em nói hơn 200 triệu. Dạ. Trời ơi, bây giờ lấy số tiền đó ở đâu ra trời? Em cũng không biết phải làm sao. Dạ em có rẫy, có rừng, có đất, có ruộng gì không? Dạ không. Không có luôn. Dạ, em về đây em cũng ở nhờ trên đất bà nội em thôi. Trời đất ơi, bây giờ một cái gia đình nhỏ, lao động chính là người chồng đã bị tai nạn như thế cả nhà. Là do đi mua sữa cho con chứ không phải là đi nhậu nhiệt ăn chơi gì đúng không dạ, em? Dạ, anh không có nhậu. Không biết nhậu luôn. Dạ. Ờ. Mà lại bị như thế này. Bây giờ thì trong nhà không còn cái gì hết. Không có còn cái đường nào để mà có thể tính toán được hết cả nhà. Bây giờ mà nếu như mà con muốn bán nhà bán đất thì cũng đâu phải của mình đâu mà bán được. Dạ đúng rồi. Bà con họ hàng em có ai có điều kiện được không em? Dạ không. Mọi người ai cũng khổ hết trơn á. Bên ngoại thì cũng khổ, bên nội thì cũng vậy. Bà nội cũng ở nhờ chú. Trời đất ơi. Lo cơm lo nước vậy thôi chứ mấy người đó cũng không giúp được tiền bạc này kia. Không có cứu được chồng em. Trời ơi, bây giờ 200 triệu biết lấy ở đâu ra. Rồi cháu nhỏ 2 tuổi của em á. Dạ. Mà là hiện tại bây giờ đang ở với bên bà nội hả? Dạ, ở bên bà nội của nó. Mà bà nội thì đi nuôi ba rồi thì ai chăm hai cháu đó em? Dạ, ba già, ba của chồng em chăm. Dạ, ông nội chăm cháu nhỏ. Dạ, mà ông nội đang bị ung thư giai đoạn cuối. Ông nội bị ung thư giai đoạn cuối nữa. Dạ, rồi ông nội bị ung thư gì em? Dạ, ung thư ở lúc đầu thì bị nổi bú ở tim, rồi nó mọc rễ gì ở tim á, rồi xong rồi chuyển qua ung thư giai đoạn cuối luôn. Có nghĩa là bây giờ hiện tại bây giờ trong gia đình em. Dạ. Ông nội á thì ông nội chồng thì bị tai biến. Ông nội chồng thì bị tai biến. Còn ông nội á, của cháu thì bị ung thư. Ông nội bị ung thư tim. Dạ. Bị nổi khối u dạ, ở ngay dạ, ngay bị khối u. Dạ. Trời ơi, tại sao mà nghiệt ngã vậy trời? Bao nhiêu cái mình khó khăn nhất cái trên đời này là đổ ập vô gia đình em hết vậy? Em dự định á, em đi bán thận của em để em lấy tiền em cứu chồng em. Chứ bây giờ em hết đường rồi, em không biết phải làm sao bây giờ nữa. Trời ơi. Chứ giờ nhà không có gì để bán hết trơn. Cũng không có biết làm sao để lo được cho chồng nữa. Em đừng có suy nghĩ như vậy. Bây giờ hiện tại là em đang nuôi con của em. Mà em đi bán thận như vậy là sức khỏe của em không được. Mà em đừng có suy nghĩ tới cái chuyện đó nha. Dạ. Thì để bọn anh đó là cố gắng kết nối với quý vị mạnh thường quân ở các nơi để có thể chung tay hỗ trợ em phần nào khó khăn nha. Chứ em đừng nghĩ tới những cái chuyện bi quan nha. Để bọn anh sẽ cố gắng lan tỏa, cố gắng kết nối. Bây giờ là thôi thì hai anh em anh cũng tới đây á, cũng không có gì hơn. Dạ. Thì xin trích một ít tiền túi của hai anh em để dạ, có thể gửi cho em ít nhiều gì đó để em lo cái tiền ăn uống hàng ngày của hai mẹ con cái đã. Dạ. Để có sữa cho em bé nó uống, nó bú nha. Dạ. Chứ bây giờ em cứ ăn cơm với lại rau canh như thế này thì nó không có sữa, không có chất cho em bé nữa. Dạ. Rồi nó cũng sinh ra bệnh này bệnh kia hai mẹ con.
Bây giờ chồng em đã bị đau bị bệnh nằm ở bệnh viện rồi, mà bây giờ em không còn sức khỏe mà con em với em mà đi viện nữa thì không biết làm sao luôn á. Dạ. Em mà cảm ơn hai anh nhiều. Trong nhà không ai có bảo hiểm hết luôn. Dạ không có. Trời đất ơi. Thì bây giờ là anh em của anh sẽ gửi cho em 500 ha. Dạ. Gửi em thứ để mua thịt, mua cá rồi với mua dạ, sữa. Dạ, cảm ơn hai anh. Cho cháu đã. Dạ. Rồi, cho anh hỏi nè. Giống như giờ ông nội như vậy á, thì ông nội có đi đứng được hay không? Dạ, ông nội thì ngồi chỗ. Ông nội chồng thì ngồi chỗ. Còn ông nội của cháu thì đi đứng được, nhưng mà ốm nhom mà không có sức để bé bé của ông nội nữa. Rồi ông nội của em là ông cố đi, em dạ, gọi ông cố. Ông cố cho nó dễ dạ. đi ha. Bây giờ ông cố thì đã liệt rồi, vì dạ. Tai biến rồi. Dạ. Rồi ông nội ốm, bị bệnh như vậy nữa. Dạ. Thì ai là người chăm sóc và ai là người cơm nước hay là tới lưu cho cháu nhỏ nữa, tại vì ông nội như vậy cũng yếu quá rồi. Ông nội của cháu gán đi tới đi lui gì đó, nấu cơm nước cho nó. Trời ơi, cái gì à? Nói chung là ba chồng của em. Dạ. Ba chồng của em là bị ung thư đúng không? Dạ, ba chồng của em đi lại đồ được nhưng mà đều làm việc nặng là làm không được. Dạ. Và cho anh hỏi nè, đúng ba chồng em thì cũng ở gần đây luôn hay là ở chỗ nào em? Dạ, ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai hả? Dạ. Ở khu vực nào em? Dạ, 125 Tân Phú, Đồng Nai. Vậy là ở 125 Định Quán. Dạ. Rồi thì giờ là con mới có 2 tháng rưỡi, có 2 tuổi rưỡi à. Dạ. Là gửi về với ông nội, ở với ông nội luôn. Dạ. Em gửi về đó lâu chưa? Dạ, từ ngày mà ba nó phát bệnh rồi xong rồi qua hôm sau rồi bà nó xuống rước, bà cố nó xuống rước giùm. Hai mẹ con mẹ con. Bây giờ quan trọng là em bé đây nữa nè. Nó có mười mấy ngày mà mẹ cứ thiếu ăn thiếu uống như thế này á, thì không có sữa cho em nữa. Rồi sau này khi mà nó bắt đầu lớn hơn vài tháng nữa là rất là dễ đau các bệnh lặt vặt, tốn tiền này nọ nữa đó. Nhà cửa thì em thấy đây cũng chống quơ chống quắc rồi. Nhà cửa thì em thấy dắt một hết rồi, mưa nước tạt một hết luôn rồi. Thiệt tình mình với thêm 4 của Từ Thiện Tây Nguyên cả nhà ngồi đây thì rất là thấy nóng nảy và nhìn thấy xót lắm cả nhà. Nhìn căn nhà mới đầu ở ngoài nhìn vô thì rất là lình lặng thôi cả nhà, nhưng mà vô bên trong thì thiệt chống quơ chống quất không có một cái gì hết cả nhà. Căn nhà hiện tại không có gì hết mà vách đồ nó cũng mục nát hết rồi. Căn nhà này chắc lâu rồi em ơi. Dạ mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Thôi được rồi, bây giờ thì hai anh tới là đầu tiên là tìm hiểu cái hoàn cảnh của em. Dạ. Rồi có một chút gì đó là động viên tinh thần thôi. Dạ. Rồi bọn anh sẽ về cố gắng truyền tải nha. Dạ. Chứ bọn anh đó là đi kết nối cũng không có hứa trước bất cứ một điều gì. Dạ. Bọn anh chỉ hứa là sẽ cố gắng hết sức thôi nha. Dạ. Và bây giờ hai anh cũng xin phép ra về để cho hai mẹ con nghỉ ngơi ha. Dạ. Thì anh chúc cho gia đình em sẽ gặp một điều may mắn để có thể vượt qua những cái nỗi đau này. Dạ. Vượt qua cái giai đoạn khó khăn này nha em. Dạ. Và em với các cô chú anh chị bà con cũng như là ông bà cố gắng hết sức để có thể vượt qua cái khoảng thời gian này nha em. Dạ. Đừng có suy nghĩ tiêu cực nha. Dạ em cảm ơn hai anh nhiều. Sự bây giờ mình nói thì rất mong cô chú anh chị có thể giúp được cho em mỗi người một tay, giúp được phần nào khó khăn em ha. Dạ. Thứ hai nữa là nếu như mọi người có thể là hãy chia sẻ cái video lên các trang mạng xã hội để có thể là cái video này có thể lan tỏa đến với rất là nhiều mạnh thường quân, để rất là nhiều người có thể chung tay, có thể giúp được cho gia đình. Chứ nếu mà một người hoặc là một vài người thì không thể giúp được anh ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Thì số tiền nó cũng là quá là lớn chứ không phải là nhỏ. Dạ. Nhưng mà trước hết bây giờ á thì em cứ điền lên cho bà nội á, nói bà nội là cố gắng giữ gìn sức khỏe trên đó.
Dạ. Rồi chăm ảnh, rồi có tình hình có cái chuyển biến gì dạ. hay là như thế nào, tụi em có liên hệ với tụi anh để dạ. tụi anh, thứ nhất là tụi anh biết được cái tình hình, tụi anh cập nhật được cái tình hình cho bà con. Dạ. Rồi thứ hai nữa là tụi anh sẽ cố gắng để tìm những mạnh thường quân hoặc là những trung tâm bảo trợ nào đó dạ. hoặc là bên hội chữ thập đỏ của cơ quan nào đó dạ. để giúp mình qua cảnh ngặt này đã, cái khúc co quanh co này đã, mình qua được cái khúc này đã rồi bắt đầu mình tính tiếp. Dạ. Chứ giờ là cứu người như cứu lửa vậy đó, thì thật sự anh cũng vượt từ ở dưới Vũng Tàu anh chạy lên đây anh nghe tấn điện, thì tụi anh cũng từ dưới Vũng Tàu anh chạy lên đây, còn thiền nguyện Tây Nguyên là dạ. từ ở dưới miền Tây dưới Đắk Lắk là để chạy lên đây để chung tay với tụi em với gia đình mình. Dạ. Thì anh cũng cầu chúc cho chồng em và gia đình mình, chồng mình sớm đạt được sức khỏe tốt nhất dạ. để vượt qua khó khăn này đã. Dạ. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video của Bốn và anh Quỳnh Hoàng. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở video lần sau. Bye bye.